Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Sáng kiến 24 giờ cho Chúa Hóa ngục là tín điều bị công kích mạnh nhất ngày nay. 154 người lớn được sửa tội trong lễ phục sinh tại Nông Bình. Tình Vatican sáng kiến 24 giờ cho Chúa. Trong thông báo đưa ra hôm 8 tháng 3, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho biết như sau: Vào ngày thứ Sáu, 29 tháng 3 năm 2019, vào lúc 17 giờ tại đền thờ Thánh Phaero Đức Thánh cha Phanxicô sẽ chủ sự phụng vụ thống hối khai mạc truyền thống 24 giờ cho Chúa. 24 giờ cho Chúa là một sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, diễn ra hàng năm vào thứ Sáu và thứ Bảy trước Chúa Nhật thứ Tư mùa chay. Năm nay là năm thứ Sáu tổ chức truyền thống này, và chủ đề cho chương trình 24 giờ cho Chúa năm nay được trích từ tin mừng theo Thánh Do An. Tôi cũng không lên án chỉ đâu. Cử hành này sẽ được đánh dấu bởi việc chầu thánh thể và giải tội suốt 24 giờ. Để tăng thêm suy tư cá nhân và lời mời hoán cải cá nhân cho các tín hữu. Sáng kiến 24 giờ cho Chúa mời gọi cả thế giới đắm mình trong lòng thương xót vô biên của Chúa. Từ khi bắt đầu ở Roma, sáng kiến này giờ đây đã là một phần thiết yếu trong mùa chay tại các giáo phận trên khắp thế giới, với mong muốn kết hiệp thiêng liêng với Đức Thánh Cha, nhằm đưa ra tất cả khả năng cho một kinh nghiệm cá vị về lòng thương xót Chúa. Trên trang web của Hội đồng Giáo hoàng này, có một cuốn sách nhỏ hướng dẫn việc cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Ba Lan. Tương tự tại các giáo phận, giáo xứ, cộng đồng tôn giáo, đền thờ, phong trào, hiệp hội giáo dân và các nhóm quảng bá truyền giáo có thể sử dụng mẫu đơn chuyên dụng trên trang web để báo cáo các sáng kiến của chính họ trong bối cảnh 24 giờ cho Chúa. Tin Hoa Kỳ Hóa ngục là tín điều bị công kích mạnh nhất ngày nay. Dan Hitchin, nhà thần học gia, phó tổng biên tập tờ Catholic Herald, nhận xét rằng giáo lý về hỏa ngục là một trong những tín điều bị công kích mạnh nhất ngày nay. Thật thế, hôm 5 tháng 3 vừa qua, một ngày trước thứ tư lễ cho, Vincent Sikiham tấn công tín điều này trên tờ New York Times và khuyên người công giáo nên từ bỏ tín điều hỏa ngục đi vì theo Sikiham, nó ngăn con người đến với đức tin vào một thiên chúa yêu thương và nhiều tin giả phủ nhận sự tồn tại của hỏa ngục cũng đang lan truyền hầu như trên tất cả các phương tiện truyền thông thế giới. Đức Hồng Y Raymond Leobuck nhận xét rằng những cuộc tấn công và những tin giả như thế đã vượt quá khả năng có thể châm trước được và chúng gây ra một tai họa sâu sắc không chỉ cho nhiều người công giáo mà còn cho nhiều người lương dân để trả lời cho ý kiến phủ nhận sự tồn tại hỏa ngục của sikkiham trên tờ new york times thần học gia dan hitchens đã có bài làm rõ ý nghĩa của hỏa ngục đăng trên tờ first things trong đó Ngài đưa ra những dẫn chứng cụ thể và tái khẳng định lại sự tồn tại của hỏa ngục theo tín điều của hội thánh. Nhà thần học kết luận rằng, mặc dù tín điều về sự tồn tại của hỏa ngục đang bị tấn công và bị mọi người lờ đi, nhưng chúng ta phải cẩn thận vì hỏa ngục thực sự tồn tại và tín điều về nó rất quan trọng. <laughs> trên Campuchia. 154 người lớn được sửa tội trong lễ phục sinh tại Nông Ben. Chủ nhật thứ nhất mùa chay ngày 10 tháng 3 vừa qua, đại diện tông tòa tại thủ đô Nông Ben, Campuchia, Đức cha Oliver Spitta đã dâng thánh lễ với nghi thức giới thiệu và tiếp nhận 154 dự tòng người lớn thuộc chính vùng một vụ ngày chăm sóc để chuẩn bị cho các dự tòng này được chịu phép rửa vào đêm vọng phục sinh sắp tới. Các dự tòng này đến từ các cộng đồng công giáo trẻ ở Ba Tì và Chopin Cranon Tây Nam tỉnh Ta Keo, giáp biên giới Việt Nam. Đức cha Smith Hausler đã diễn tả niềm vui đối với toàn hạt đại diện tông tòa. Trong bài giảng lễ, Ngài nói rằng, mỗi người được gọi để gặp Chúa Giêsu bằng một cách riêng, nhờ sự chào đón và hỗ trợ của Cộng đoàn Kitô Tô Hữu. Chính Đức Cha đại diện Tông Tòa biết về con đường dẫn đến Đức Tin của nhiều người trong số họ. Nhiều trường hợp đã trải qua hơn 10 năm. Đức Cha đã mời những người dự tòng hãy tự hào trở thành những người con của Chúa, với xác tín rằng Chúa luôn ở cùng và yêu thương anh chị em liên tục và vô hạn. Ngài nói, anh chị em hãy trở nên môn đệ và bạn của Chúa Giêsu, trở nên tông đồ chứng nhân của tin mừng trong hành động và sự thật. Xã hội chúng ta cần những ánh sáng nhỏ, đừng sợ làm chứng. Cuối cùng, Đức cha đại diện tông tòa của nông bên kêu gọi các linh mục, cha mẹ đỡ đầu và các kỳ tự hữu hãy gần gũi các anh chị em dự tòng, yêu thương và đồng hành cùng họ để họ có thể nhìn thấy một Chúa Kỳ Kitô khác trong các linh mục và các kỳ tự hữu. <laughs> điểm tin giáo hội hoàng vũ của trang thông tin giáo phận phú cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau